Quý vị đang trở lại với chương trình Dự Cơ Sổ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8 trên kênh FBNC. Và trong phần cuối này, trong chương mục Cổ phiếu trong ngày, chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Đoàn Quang Minh Thắng đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Rất vui gặp lại anh Thắng trong chương trình ngày hôm nay. Thì anh, trong chương mục cổ phiếu trong ngày, tôi muốn hỏi anh về nhóm cổ phiếu chứng khoán. Như vậy thì như anh cũng đã từng đề cập, đây sẽ là nhóm được hưởng lợi nhiều nhất khi mà thị trường chứng khoán phát sinh được triển khai. Như vậy anh có thể lý giải rõ hơn về nhận định này? Như lần trao đổi trước của tôi thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang ghi nhận được cái mức tăng trưởng khá là tốt. Và cụ thể hơn nữa là sắp tới là cái việc mà chứng khoán phái sinh được đưa vào áp dụng thì sẽ thu hút được cái dòng tiền từ khối ngoại khá là lớn. Ngoài ra nữa là xét về cái việc chỉ số VN Index đã liên tục phá được các vùng đỉnh 7 năm, 8 năm và 9 năm, ghi nhận trong phiên hôm nay là đóng cửa trên mức 790 điểm. Dự đoán là khả năng cuối năm nay sẽ là 800 điểm và xa hơn nữa là sẽ vượt được cái vùng đỉnh 10 năm là 1.170 điểm thiết lập vào năm 2007. Thì khi đó là thì chắc chắn là các công ty chứng khoán chắc chắn sẽ hưởng lợi từ cái việc mà thị trường ghi nhận được cái mức tăng khá là tốt, và đặc biệt là những cái mảng về môi giới cũng như là mảng tự doanh ở các công ty chứng khoán là sẽ có khả năng ghi nhận được cái mức doanh thu đột biến. Thì ở đây về cái nhóm ngành chứng khoán thì tôi chọn cái cổ phiếu SI được xem như là cổ phiếu đầu ngành của nhóm chứng khoán. Thì đầu tiên là mình xét về các yếu tố cơ bản của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI. Thì vừa qua là cái kết quả kinh doanh quý 2 của SSI đã được công bố. Thì theo như ghi nhận là 6 tháng đầu năm thì SSI đã ghi nhận đạt được 600 tỷ đồng, đã hoàn thành được gần 70% cái kế hoạch đề ra trong năm nay. Bên cạnh đó nữa là xét về mặt thị phần thì cổ phiếu SSI được ghi nhận là cổ phiếu có nắm giữ cái thị phần dẫn đầu trên sàn HOSE, với cái mức thị phần chiếm khoảng 15.33%, là được đánh giá đây là cao hơn so với tổng thị phần của hai công ty chứng khoán đứng top 2 và top 3, đó là chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chứng khoán Bản Việt. Quay lại cái giai đoạn đầu năm, xét về cái việc chỉ số VN-Index thì nhìn từ đầu năm 2017 thì tôi quan sát là cái thanh khoản của thị trường nó chỉ khoảng từ 90 cho tới 130 triệu đơn vị, tức là tương đương khoảng chỉ tầm từ 2.000 đôi lúc là có lên tới 3.000 tỷ đồng. Nhưng mà cái giai đoạn hiện tại thì thanh khoản đã có cái mức tăng khá là lớn, từ 180 triệu cho tới gần 250, có những phiên đạt tới mức 250 hơn, thì tương đương là khoảng từ 3.500 tỷ tới 4.500 tỷ. Thì với cái việc mà cái quy mô của thị trường ngày càng tăng mạnh thì hiển nhiên SSI là một công ty đứng top đầu thì tất nhiên sẽ hưởng lợi rất là nhiều từ cái việc mà quy mô thị trường ngày càng được mở rộng. Cụ thể có thể thấy qua việc mà cái dư nợ cho vay margin của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn vẫn luôn duy trì ở mức khá là cao. Thì cụ thể về số liệu thì như là tháng đầu quý 4 năm 2016 thì dư nợ cho vay margin của SSI đạt 3.576 tỷ, còn về dư nợ quý 1 năm 2017 SSI hơn 3.852 tỷ, còn quý 2 năm 2017 vừa qua thì là đạt gần 3.967 tỷ, tức là ghi nhận mức tăng 6 tháng đạt gần 11% và chiếm gần 15% dư nợ của cả thị trường. Hơn nữa là như tôi trao đổi trên là về việc cái chứng khoán phái sinh được áp dụng thì SSI là một trong 6 công ty đầu tiên được đưa vào vận hành cái sản phẩm phái sinh này. Do đó được xét về các yếu tố cơ bản thì tôi đánh giá cái triển vọng của cổ phiếu SSI này khá là tốt, gần như là dự đoán là khả năng là doanh thu quý 3 cũng như quý 4 khá là tích cực. Còn xét về cái yếu tố về giá cũng như là cái yếu tố kỹ thuật thì tôi quan sát thấy á, kể từ đầu năm 2017 tới nay, cái cổ phiếu SSI đã ghi nhận được cái mức tăng khá là tốt, từ cái vùng giá 19.000 đã bật tăng lên được tới cái vùng 29.000, tức là ghi nhận tăng gần 50%. Và tại cái mức giá 29.000 này thì được xem như là cái vùng đỉnh ngắn hạn, thì cái áp lực chốt lời ở cái vùng giá này khá là lớn, nên đã kéo cổ phiếu SSI có ghi nhận cái mức điều chỉnh cũng tương đối, điều chỉnh từ cái mức giá 29.000 về cái mức giá 24.800 đồng, tức là giảm gần 15% giá trị. Thì dựa vào cái chỉ báo kỹ thuật thì tôi quan sát là ở cái mức giá 24.800 đồng này được xem như là cái ngưỡng hỗ trợ khá là mạnh của cổ phiếu này, và khi mà giá chạm vào cái vùng này, chạm cái mức giá 24.800 đồng đã ngay lập tức quay đầu bật tăng trở lại. Thì hiện tại là cái cổ phiếu SSI đã ghi nhận được cái mức tăng khá là tốt, lên tới mức 26.400 đồng chốt cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì bên cạnh cái việc biến động giá thì xét thêm những cái yếu tố về các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như MACD hay là RSI, thì đều hỗ trợ cho cái việc mà cái xu hướng tăng đang bắt đầu hình thành trở lại ở cổ phiếu này. Do đó thì
tôi đánh giá là trong ngắn hạn là khả năng cổ phiếu đó sẽ test lại được cái vùng đỉnh 29.000 này. Còn về xa hơn thì có thể dựa vào cái mức kỳ vọng của nhà đầu tư, họ sẽ đánh giá cổ phiếu này ở cái vùng giá cao hơn 29.000. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8 trên kênh FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Đến đây thì Thúy Hành xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.